tiền đó. Em 15 triệu quá ha. Cảm ơn con. Dạ. Tiền để em chạy khổ rồi con ơi. Cô ra ruột cô thấy tiền mà cô nuôi con. Dạ. Cô ra ruột lắm con ơi. Dạ. Cô cố gắng cô lo cho ảnh chứ giờ thấy ảnh cũng tội quá. Dạ Linh Phi xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục trở lại với video tiếp theo của Phi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay cũng Tết nhất cũng cận kề rồi. Hôm nay là cũng 23 Tết rồi quý vị. Thì hiện tại là mọi nhà đang chuẩn bị để đón cái Tết sắp tới. Và tiếp tục ngày hôm nay Phi lại chia sẻ đến quý vị một cái hoàn cảnh cũng hết sức là thương tâm. Và kính thưa quý vị, thì hiện tại là Phi đang có mặt ở thôn Mỹ Lễ, xã Đại Thành, huyện Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam. Và Phi nhận được cái thông tin của quý vị khán giả cũng như là người dân chia sẻ về một cái hoàn cảnh cũng hết sức là thương tâm. Một người mẹ cũng ngồi 70 tuổi nuôi một người con trai thì bị tai nạn giao thông. Hiện tại là anh cũng không biết gì. Và Phi cũng đang có mặt tại gia đình để tìm hiểu hoàn cảnh này. Quý vị cùng Phi cùng tìm hiểu về hoàn cảnh này nha. Quý vị xem clip nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Phi. Ok, thì bây giờ Phi mời quý vị cùng Phi tìm hiểu về hoàn cảnh này. Dạ, chào cô, có đừng khóc không cô? Dạ. Có gì cô cứ thường cô đừng có khóc rồi. Dạ, có gì rồi con đến con hỗ trợ con giúp cho cô ha. Dạ, cô đừng có khóc nữa. Dạ. Cô là cô tên gì cô? Cô tên Sung. Cô tên Sung cái gì Sung? Nguyễn Thị Sung. Cô Nguyễn Thị Sung hả? À, cụ thể là cô năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Cô là bả mấy mà 49 là bả mấy đó cô. Sinh năm 49 hả? 71 tuổi thì 72 tuổi á. Cô năm nay 72 tuổi là con cũng được biết là con trai của cô đúng không? Là anh bị tai nạn hả cô? Tai nạn là bữa 3 tháng rồi đấy. Mới bị 3 tháng rồi. 3 tháng. Yeah. Là anh bị sao mà nặng vậy cô? Thì nói chung là nó bác sĩ kết luận là sốt huyết nổ chứ là tê chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não mới sốt huyết não. Sốt nổ nổ. Mà anh bị xe đụng hay là anh té cô? Xe tự té. Tự té hả? Đi xe tự té hả? Tự té cái xe còn y nó đâu mà đâu có hư hôi chứ mà té chung cái đó đâu có luôn biết tự biến rồi ra không biết đường đâu đây đó. Rồi có mổ não không? Không mổ não. Không mổ hả? Rồi anh năm nay nhiêu tuổi rồi cô à? 81 đi con. Anh sinh năm 81 hả? 81, bốn mấy rồi đó. 43, 42, 43 tuổi. 43 tuổi rồi. Rồi anh đã có vợ con gia đình gì chưa? Chưa có vợ con vậy, cô mới khổ đi mình, cô cha mẹ đi mới khổ đi đi chứ. Anh chưa có vợ con gì hết. Cô còn bệnh quân đấy chứ con thấy cô bệnh chứ cô sướng hết chứ. Cô là cô bị gì hình như thay cô bị thần kinh, cô bại nữa. Cái miệng của cô nó mới méo đúng không? Thần kinh uống thuốc miết, con ai bởi khổ chi lẫn khổ ri mà còn bệnh thì nuôi hết nữa. Cô bị thần kinh nữa. Là cái miệng nó méo méo hả? Méo đó. Dạ, giống như bị liệt nửa bên nữa hả? Anh mua nhưng cũng sắp liệt đó, đứa đang chuẩn bị đó, không biết đường. Vậy khổ thấy cái miệng của cô là méo một bên rồi, một con mắt cũng bị sụp xuống một bên. Đó. Là cô bị thần kinh hả? Thần kinh. Rồi cô kể sơ về anh trai được không? Anh tên gì? Tên Phốp. Anh Pháp hả? Tưởng Quang Pháp. Tưởng Quang Pháp hả? Tưởng Quang Pháp. Anh Tưởng Quang Pháp thì sinh năm 81, 1981. Bây giờ là dường như là ảnh phải thở là phải đặt cái ống chỗ cổ hả cô? Đặt ống đi, bác sĩ đặt ống đi là răng như tháng quen cô bốc trừ núa rồi quen rồi không biết. Thở bằng mũi là anh thở bằng mũi không được là phải đặt cái ống thở chỗ cổ đó. Rồi ăn uống sao cô? Ăn uống là coi như cô xa chỗ đổ vô bụng đi đây. Phải bơm vô đó. Bơm vô. Bơm vô bụng đi chứ phải uống nước chứ phải đâu phải nuôi chàm đi để khổ không thấy khổ không? Bây giờ chàm ngạt xá lần đi đây. Một ngày 6 lần mình bơm thức ăn vô. Bơm thức ăn vô, sữa rồi ngũ cốc rồi bơm vô cho hắn chứ phải nuôi nó đi ra con nó khổ đi. Ui, ảnh mới bị có 3 tháng thôi. 3 tháng rồi. Nhưng mà bây giờ là phải về nhà nằm chỗ như vậy chứ còn không có chữa trị được nữa hả cô?
chữa được mà coi như rồi nó ta cũng tết nhất mà tiền bọn cũng không có rồi cô phải ở rồi phải để nhòa đó để lo tết thì rồi tìm kiếm chạy kiếm đường ra tết rồi kiếm đường chạy chữa kiếm chạy chữa nó thêm rồi đi viện rồi nữa ra bây giờ là ảnh ngồi miết chỗ nằm miết chỗ hả chứ lộn thì có ngồi chứ không đi đứng được không đứng còn mình nói chung đi thì đâu có được đâu nói chung đó có nhìn không biết có cổn dốc có biết không nữa không nhưng mà ảnh có biết gì không ảnh thì nói. nhìn ở đó nó cũng anh có nói được không cô không nói không được nói được luôn hả? Không nói được luôn nó mới khổ nhưng mà lúc trước là anh có to con không to con có hình nó tháng sau anh to con nhưng mà bây giờ là anh rút hình rút giống còn chút thì bây giờ xương rồi cũng còn có giống thôi do là đau xuống là nằm miết chỗ nằm miết chỗ rồi đây của những kiệt sức như đây chứ đau phải như cái thân hình như đây đâu có xe có đồ nó mà có rất trừ bỏ hồi trước là anh làm gì cô ạ đi làm phù hộ làm phù hộ phù hộ chứ lộn chứ đâu có án luôn anh làm phù hộ nhưng mà không may là anh bị té xe chưa có vợ con gì hết bây giờ anh dạng như là anh thành người thực vật đúng không đứa đó trời không biết gì trơn gì đây lại cô cũng sẽ biết đồn rồi cô gia đình sao con của cô rồi có được mấy người cô hơi đứa mà con ở trong Thủ Đức đó còn con ở bên Di Tăng ở bên Di Phú ở bên Di Xuyên ở Di Xuyên ở Di Xuyên cô có hai người con gái nữa có hai người con gái Hán đây tao cho mấy hai người con gái là có chồng hết rồi có chồng mấy trời rồi có con cô xa hết rồi xa hết rồi cô có phụ giúp được cho cô không thì nó cũng phụ với cô mới lo tháng mấy tháng trời này chứ cô là mình cô cũng chỉ có được có ảnh là con trai đầu hả cô út đây trai út nói chung là hai cô con gái là có chồng hết rồi chồng nhưng mà cũng phụ cho cô phụ cô để chứ em đang vươn cân cạn tốt những phụ với cô mấy tháng trời này rồi chồng của cô ba của anh là còn không ông mất 57 năm rồi con chồng của cô mất 7 năm rồi 7 năm rồi không có còn nữa mình khổ được mình cô nhưng mà cô tưởng đâu là ảnh mạnh khỏe để đến lo cho cô về sau đúng không nó khổ con thấy đi có khổ ảnh như thế này thì cô lại lo là chán con thấy cô có khổ ôi trời lo đứt ruột biết rồi mấy hôm mà đi bệnh viện là cô lo cho ảnh hả thì cô cha em với chị em có cha em bữa hơn thức phần diện thức suốt rồi cô cũng thức suốt để chơi lồn chạy bán rồi đây lồn gì bây giờ là ảnh dường như là giống như là một đứa trẻ không biết gì hết không biết gì khổ đó con cái chị cho ăn đút vô ăn rồi không sao rồi mình chạy chữa mấy tháng qua là chắc cũng hết mớ tiền rồi cô ha mớ tiền cái tiền cô không lúa chứ cái tiền bột cái cô lo riết lỗ tơ cô không có còn đào một cô nhớ cái gì nữa trời quý vị mình đã thấy chân tay anh bây giờ là còn xương với da không con rất là tội nghiệp sao cái chân đỉnh nó tím tím vậy ta tao con để chứ giống như là máu nó không lưu thông lưu thông không có chừ nó ngầu nó cắn ôi giời cô là cũng đang bị bệnh cô cũng đương bệnh ra đây cô uống thuốc suốt để cho phải khổ cô là bị ảnh hưởng dây thần kinh thần kinh coi như cô uống thuốc suốt rồi bộ thuốc cũng miết rồi đó ôi giời thấy không bây giờ cái tay của anh hình như nửa bên đây nó bị ra ảnh hưởng cái này nhiều đó con nửa bên đây là bị liệt nó bị liệt luôn liệt luôn liệt nửa bên nhưng mà cái tay ảnh lúc trước cũng to lắm nè đó to đùng chứ mà có phải bị liệt nửa bên rồi nhưng mà có một cái là anh không bây giờ không biết gì hết là giống như là một đứa trẻ không biết gì hết ăn uống là cô phải bơm vô bụng vô đây chứ đưa xa chỗ náo chỗ xa đổ miếng rồi đây rồi mình cứ hàng ngày mình cứ đợi anh lên để thì cô như đợi nó cho nó khỏe rồi với lại cho nó đợi bớt ho đợi anh ngồi đây là cái đợi nó đỡ hơn nó nhẹ bớt khỏe người hơn còn anh nằm xuống là đợi nó kéo lên nó không kéo lên nó nghẹt khó thở rồi bác sĩ hướng dẫn đâu bây giờ phải lồn tới đây như vậy là bây giờ anh nằm mấy chỗ với lại thỉnh thoảng là cô bợ cho anh lên anh ngồi lên cho đỡ anh dễ thở
Thì thở ra vô tội rồi nó vô cha mẹ đi đó. Trời ơi. Thế này thì cô năm nay cũng có tuổi mà cũng sức khỏe cũng yếu kém thế này thì làm sao mà cha mẹ không biết không sức có nổi không được con ơi, khổ đi nó bỏ cha cho mình chứ. Dạ. Rồi bây giờ mình cũng quần quần mình lo cho ảnh biết thôi. Chứ cô có lùm chứ đâu có đâu. Ở nhà này mà lo cứ ố dẹt vũ cho nó rồi cho nó ăn náo xa rồi mình cứ cửa bóp ta bóp chân cho nó chừng nói chuyện nó có lùm miết rồi mà nó tội nghiệp nó chân kẽn là bị bóp sữa miết cho nó có ở không được đâu. Chứ rồi hồi trước rồi ảnh đã có quen cô nào chưa? Cũng có chứ có mà nuôi trong rồi bởi cái số ăn khổ rồi con ơi rủ không đi đánh được chứ nữa ý là anh bị chê hả? Chê họ chứ cực rồi không đánh được với họ ý là có hồi trước có quen nhưng mà không đánh được không đánh được nhưng mà đợt sau này là chưa có quen ai hả? Thì quen đứa đó quen đụng chung cái mẫu chân cái số của hắn hơi lượng thượng đó con ơi đứa đó cũng đi lùm hồ rồi gì mấy đợt này cứ lùm hồ rồi gì lo vợ con sao cái lưỡi ảnh cứ la ra hồi nhà không từ biển ảnh hưởng cái nổ ra nó con cái ký nữa rồi mỗi lần mình bơm cháo vô có nhiều không cô ạ? Khoảng một ly nữa con. Một ly hả? Một ly nữa đâu. Một ngày là mình bơm sáu lần. Sáu lần. Có như sữa mộc ngũ cốc rượu chốt cháo mình bơm liên tục đó. Biên 6 giờ 10 giờ, hơi giờ, và 5 giờ, 9 giờ, 11 giờ, đó cứ canh đó đổ suốt rồi gì nữa. Ảnh mặc biển baby hay là sao? Cô hình nó đi thì nó chung không qua ngà hơn ngà mới đi cho nên cô cũng nó tiết kiệm baby không bận nực nữa cái rồi cô để cho nằm tỏa cái rồi cô lo cô dọn cái rồi còn nước tiểu thì cô cho bô bô qua nó chống gọn chống thiện hơn cái đùm baby nó tiếng tốn tiền mà nó lại nán nực nữa cái rồi cô không cho nó nằm nữa rồi mặc baby biển rồi nó cũng tốn kém nữa tốn kém nữa con thấy tiền đâu chịu nổi cô phải tận dụng đủ thứ hết dạt vũ suốt nữa đó để cho nó tiểu tiện không có ảnh hưởng phải dạt phải chăm cho nó rồi mình cứ quần quần suốt ngày rồi lo cho ảnh thì thôi rồi đi chợ búa rồi có gần chợ đó. cô gửi hả gửi cô em cô ở mà cô trừ cô đi nẻn rồi cô không có nhòa rồi cô gửi cô mua giùm cái chi đó cô gửi về cô nấu cho rồi nấu rồi đó bữa xuống đây chợ này là ảnh là dạng như trong người ảnh là đờm nó nhiều đúng không cô nó kéo nó kéo lên nó ảnh hưởng cái phổi nó bị ảnh hưởng phổi nó cái đờm nó tung ra liên tục đó hả? Đây là con rồi cứ lo chăm đờm miết ra cho bà con được ở không. Nếu mà ảnh nằm xuống là đờm nó nhiều hơn đúng nhiều không? Nhiều hơn, mà nói chung là có lúc đó rồi có lúc cũng hết chứ phải không hả? Từ ngồi lên đó. Dạ, rồi ra ngồi đó rồi bác sĩ nói sao cô ạ? Bác sĩ nói ra là coi như hắn bị ảnh hưởng phổi cho nên trừ cái phổi cái khả năng mà hồi phục nó có hồi phục thì hồi phục họ cái bên đưa em đi ra đưa qua bên phục hồi chức năng nó cho họ phục hồi chức năng để vật lý trị liệu cho họ tập luyện đồ thay họ hướng dẫn rồi mà cô dùng tác nhất rồi cô về với rồi tiền bột nó cũng có rồi cô nói thôi về gốc rồi đây rồi qua tác rồi tính tiếp không biết qua nghe mấy người xỏ ở vô xa mà cho cái rồi cũng nhờ họ nữa họ đề nghị có mạnh thường quân rồi xin giúp đỡ thêm cho cô như mẹ con nó cứ anh nhẽo miết không miết thì đó trời ơi. Thôi con thì cũng nhận được cái thông tin con đấy con tìm hiểu cũng làm mấy cái chương trình thì giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bệnh tật á thì con cũng thay mặt đại diện cho các nhà hảo tâm đến để giúp đỡ cho anh một cái khoản tiền để ra Tết rồi đưa anh đi bệnh viện điều trị tiếp cho anh thôi. Cảm ơn.
Ôi trời, trời cô khổ quá con ơi, mà nó đa cái ruột đi mà nó điên viện rồi, mà nói chung là cũng tết nhất rồi, nó tiền bột thì nói chung cũng không có rồi, gót ở nhà để nó chịu không có thảo thấy tội nghiệp cái đây. Bây giờ sinh ra cô có chỉ có một người con trai? Không có một hết nữa chứ mà chưa vợ chưa con nhé. Về sau này là ảnh lo cho cô được, nhưng mà không may thì ảnh bị cái tai nạn xảy ra thế này thì rất là thương tâm. Trời ơi, khổ quá con ơi. Rồi thì con cũng đại diện các nhà hảo tâm gửi cô số tiền 15 triệu để vài hôm rồi cô ra Tết rồi cô đưa anh đi tiếp tục điều trị cô. Cảm ơn các. Thì bây giờ con đọc danh sách các nhà hảo tâm cô nghe ha. Gồm có là 1 triệu của gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ, 1 triệu của chị Vũ Thị Đông ở Hà Nội, 1 triệu của gia đình XO ở bên Mỹ, 1 triệu của một anh giấu tên ở Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, 1 triệu của chị Kim Hiền ở Đức Trọng, Lâm Đồng, 1 triệu của cô Tám ở bên Mỹ, 1 triệu của chị Vân Trần ở bên Mỹ, 1 triệu của cô Liên ở bên Mỹ, 1 triệu của cô Tiên Hồ ở bên Mỹ, 1 triệu của cô Giang Ngọc Mười ở bên Mỹ, 1 triệu của chị Tuyết Phương, 1 triệu của anh Richard Nguyễn ở bên Mỹ, 1 triệu của chị Bích Chi Phạm, 1 triệu của chị Hương Phạm ở bên Úc và 1 triệu của chị Phạm Hiền ở bên Mỹ. Thì con gửi cô số tiền 15 triệu này, cô giữ nha. Đây, con đếm là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 triệu cô ha. Cảm ơn con. Tiền đèn chị khổ rồi con ơi, cô ra ruột cô tay tiền mà cô nuôi con, cô ra ruột lắm con ơi. Thôi cô cố gắng cô lo cho ảnh, bây giờ thấy ảnh cũng tội quá. Thôi cô đừng khóc nữa. Lâu tết nhất rồi, rồi đã chuẩn bị gì chưa? Chứ cô đối lòng chứ được con, cô đừng có tớ đừng gì, có mua sắm gì chứ cô có lòng gì được, cô lo chén, cô nuôi chứ được ăn, cô cũng không nuôi chứ hết gì được, nuôi cái tiền bộn cái tuần là tết nhất chứ cô có nuôi gì tao đó. Dạ. Thôi cô cố gắng cô lo cho anh. Bởi cô lo nghĩ mình để sức khỏe. Cái này làm phải bơm, hay là phải bơm thức ăn cái này bơm vô vô đây cộng này. Mà mình không đút ảnh được hết hả cô? Không được cộng, như cái hình như cái miệng nó ảnh hưởng cái đào nữa nó. Bây giờ là phải bơm thẳng vô dạ dày. Cái ống này là hình như là tuần lễ là thay lần đúng không? Hay là không, cái ống này luôn như được hơi thoáng cộng. Hơi thoáng. Hơi thoáng mà bác sĩ nói như vậy. Bây giờ là tiểu là đùm cái bao trong đó luôn hả? Có cái bô tiểu đây. Dạ, dạ. Bô tiểu đây đây. Tiểu thì tiểu nữa đó. Còn những cái ảnh hưởng bởi nó ảnh hưởng đồ dẹt luôn, nó khổ lắm chứ. Trời, anh giờ anh không biết gì hết. Khổ con ạ, bởi nuôi đi để thấy khổ không? Hồi trước là cô chắc cũng làm nông chứ làm gì hả? Cô làm nông chủ yếu chứ làm chứ con không? Dạ. Mới có con trao 14 tháng trời ra 4 để lo cho ăn à, thờ chứ con cho ăn trái để lại con trao đó rồi cô giữ cô nuôi rồi dạ, cho hơi mẹ con nữa rồi ngồi hát cũng là ba ảnh mất là để lại một con trâu rồi có con trâu rồi bán rồi để lo đời sống mấy trăm trời. Con trâu được bao nhiêu tiền? Hơi mốc hơi ba chị triệu chứ bữa đó à, bán được hai mấy triệu rồi lo cho ảnh lo rồi lo chứ gì đâu. Bây giờ còn gì bán nữa không? Có chơi được con bốt. Thấy rồi hả? Có nuôi gà nuôi heo gì không? Không có, con chỉ có gà thì đâu nam bố con nữa đó nhé. Chứ có chứ heo, gà chứ nuôi heo bố cô đâu có nuôi gì được. Nói chung bây giờ không còn gì để không bán nữa. Còn gì để bốt hết trời. Thế rồi mình có được hộ nghèo gì không cô? Không có. Cái cô như hầu nó là như đây cận nghèo chứ không phải là nghèo. Dạ. Dạ xin giới thiệu quý vị, bên cạnh của Phi là chú Quỳnh Văn Thanh, là chú cũng là trưởng ban mặt trận của thôn Mỹ Lễ. Thôn Mỹ Lễ. Dạ. Thì hôm nay Phi đến đây thì cũng thông qua chỗ chú để chú chia sẻ thêm để cho mọi người hiểu rõ về cái hoàn cảnh của nhà cô Xuân.
Thì cũng có bên chính quyền địa phương để đến xác minh, xác nhận về cái hoàn cảnh này. Dạ, cũng mời chú chia sẻ sơ qua tí nha. Dạ, là vì gia đình của Xuân này là trừ là đơn chiếc, mẹ gió con một câu. Yeah. À, chỉ có một đứa trai duy nhất mà cũng chưa có vợ. Cái rồi trong thời gian vừa qua thì chắc em nó bị tơ biến, chứ không phải là gì, chỉ cần tự nhồi xuống. Tự té? À, tự té, rớt xuống cái cầu. Rớt xuống cầu hả? À, rớt xuống cái cầu. Yeah. Cái rồi đưa đi bệnh viện thì xuống tê liệt luôn. Có hôn mê luôn chứ hả? À, hôn mê luôn. Yeah. Hôn mê là có mười mấy ngày. Dạ. Cho nên giờ trừ gì là cũng không làm chi được. Là chỉ đi nằm tại chỗ mà không biết thứ gì nữa hết. Dạ, dạ. Mà gia đình thì khó khăn. Đối với thâu mới sợ thì cũng có cái quà chứ đó cũng tặng tặng cho em. À, ưu tiên. Là hầu nớ tới trời cũng có nơi họ về cho cũng năm lần thì em cũng năm lần. Dạ. Yeah. À, còn người khóc thì chia sẻ bớt lệ. Dạ, yeah, chứ cũng thâu cũng chẳng có cái chi. Hoàn cảnh nào đặc biệt thì mình ưu tiên trước. Ưu tiên trước. Trong cái vấn đề ở bệnh viện thì cũng không đủ sống. Yeah. Cho nên họ cũng cho gì. À, rồi trang về cách đây cũng tháng rưỡi rồi. Dạ. Yeah. Làm biết nữa thôi. À, nói chung là xuất viện tới nay là tháng rưỡi rồi. Tháng rưỡi rồi. Nhưng mà bây giờ cũng chưa có điều kiện để đi viện lại. À, chưa có điều kiện. Với lại Tết nhất nữa. Dạ. Yeah. Rồi con cũng cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú cũng đã chia sẻ cho quý vị hiểu rõ thêm về hoàn cảnh của hai mẹ con của Xuân. Thì con cũng xin cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Thành thật cảm ơn nhà tài trợ quý mạnh Thượng Quân giúp đỡ cho gia đình chú đại diện giao thông. Dạ. Vô cùng cảm ơn. Dạ, 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 cảm ơn chú. Dạ. Thôi cô cố gắng cô lo cho anh thì. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi định là ra Tết là khi nào mình đưa anh đi vô lại bệnh viện? Từ khoảng thì tôi nói đây rồi mùi rồi nó lên ro ngà rồi đưa xuống. Yeah. Nhưng mà cô như vậy sức khỏe cũng không có, cô chăm sóc ảnh rồi có nổi hay không? Khổ quá, phải chăm với con em bởi đó cũng động viên cô. Cô nghĩ là cô chắc là có khả năng làm sao nó dễ bị tai biến đó, tại thì, vì bởi cô bởi đủ thứ bệnh con em cô khổ đi chứ phải cô ngó cô để mép mũi đi rồi mà phải lo giống nha. Như là lúc trước cô bị tai biến nhẹ. Tai biến nhẹ đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà cô phải giữ chứ không sức khỏe của cô nó càng suy nghĩ càng không ngủ được là bởi nó khổ lắm. Là cô mà có chuyện gì là ảnh cũng không ở chăm nữa chứ không ở chăm. Dạ. Cho nó rồi chứ phải khổ rồi đây đứt đục gôn rồi đây khổ chứ chây mà khổ dữ rồi. Thôi cô cố gắng cô chăm sóc cho ảnh thì. Dạ. Thôi con cũng đến để làm một cái chương trình giúp đỡ cho anh. Dạ. Thì cũng biết nói gì hơn thì cũng ngày hết Tết cũng đến rồi thôi cũng chúc cho cô có thêm cái sức khỏe để cô lo cho anh ha. Cảm ơn cha nhiều. Dạ dạ. Thôi bây giờ con cũng xin phép con tạm dừng cái clip tạm dừng chương trình đây nha. Rồi. Cảm ơn con. Thì Phi cũng xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho anh có thêm cái khoản kinh phí để anh đi điều trị. Năm hết ngày hết Tết đấy thì Phi cũng xin mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong năm mới. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Quý vị xem clip nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Phi. Xin mến chào và hẹn gặp lại.